Thưa quý vị, dù đã có nhiều cảnh báo nhưng mà tình trạng người dân mắc bẫy trò lừa đảo nâng hạn mức tiền trong thẻ tín dụng vẫn liên tục gia tăng. Mới đây thì Công an thành phố Hà Nội thông tin một phụ nữ ở quận Long Biên đã bị chiếm đoạt 90 triệu đồng khi nâng cấp thẻ tín dụng online. Chị Hoa có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng và được tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Sau đó đối tượng kết nối với chị thông qua nền tảng Zalo. Đồng thời kẻ gian cũng gửi đường link yêu cầu chị truy cập và cung cấp thông tin căn cước công dân, thẻ tín dụng và mật khẩu OTP. Sau đó chị Hoa nhận được thông báo thẻ tín dụng bị trừ gần 90 triệu đồng nên đã đến cơ quan công an trình báo. Cái thời gian làm việc mất khoảng nửa tiếng, từ lúc làm việc đến lúc mà nói chuyện với nhau thì từ khoảng tầm từ 4 giờ thì 4 giờ 30 là mình đã hoàn tất xong tất cả mọi thủ tục, mình đã phát hiện ra rồi. Thì bạn ấy vẫn bảo mình là chị yên tâm để em gửi cho chị căn cước công dân của em là người của công ty thì có làm sao thì em chịu trách nhiệm trước pháp luật, chị không phải lo. Thời gian gần đây, các ngân hàng đồng loạt đưa ra cảnh báo về tình trạng kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, từ đó tiếp cận khách hàng nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, đối tượng lừa đảo giả mạo nhân viên ngân hàng sẽ tiếp cận chủ thẻ qua mạng xã hội hoặc gọi điện tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng. Nếu khách hàng đồng ý, đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập vào đường link giả mạo, sau đó yêu cầu chủ thẻ nhập thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, số điện thoại, hạn mức thẻ tín dụng. Đồng thời, kẻ gian cũng yêu cầu nạn nhân chụp hai mặt căn cước công dân, thẻ tín dụng và cung cấp mã xác thực OTP. Sau khi khách hàng cung cấp những thông tin trên, đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện các giao dịch trực tuyến gian lận nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng. Nổi bật này có hai cái hình thức tiếp cận của các đối tượng lừa đảo như sau này. Hình thức thứ một là thông qua mạng xã hội Facebook, các đối tượng quảng bá các cái nội dung liên quan đến nâng cấp thẻ tín dụng rồi hạn mức này, rồi cho vay thông qua các số điện thoại để gọi và tiếp cận những cái người đấy. Trong quá trình tiếp cận thì người ta giới thiệu là có các cái hạn mức nâng cấp, hạn mức thẻ tín dụng này. Đến cái bước cuối cùng là các đối tượng yêu cầu cung cấp OTP. Khách hàng thì cứ tin tưởng đấy là ngân hàng hoặc là cơ quan chức năng thì cung cấp cái mã OTP đấy, thế là sẽ bị rút cái số tiền ở trong tài khoản của chính mình. Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản của mình. Khi có nhu cầu vay tiền, mở thẻ tín dụng, cần liên hệ trực tiếp với các chi nhánh ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục. Cảnh giác tìm hiểu kỹ, xác thực chính xác công ty tài chính, tư vấn viên trước khi tiến hành các thủ tục vay tiền, mở thẻ tín dụng bằng cách kiểm tra mã số thuế, địa chỉ, người đại diện công ty, gọi điện thoại đến các số đường dây nóng chăm sóc khách hàng. Cơ quan công an cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà mạng cũng như là các cái ngân hàng để thường xuyên tuyên truyền phổ biến các cái thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng để người dân kịp thời có những cái cảnh giác và phòng ngừa để hạn chế tối đa cái thiệt hại xảy ra. Bên cạnh đó, người dùng nên tư vấn thêm ý kiến của người thân có nhiều kinh nghiệm trước khi làm các thủ tục liên quan đến thẻ tín dụng, không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân khi chưa xác định chính xác website, ứng dụng và danh tính tư vấn viên.